Theo nghiên cứu mới nhất của công ty du lịch hàng đầu của Anh, Explore Worldwide, về dữ liệu tìm kiếm toàn cầu, trong top 15 điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2013 cho các chuyến du lịch một mình, Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội xếp thứ nhất và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ sáu. Đơn vị này cũng đánh giá Hà Nội xứng đáng là điểm đến cho chuyến phiêu lưu một mình. Mặc dù chỉ mới tới Hà Nội du lịch được một tuần, nhưng anh Simon, một du khách Pháp, cảm thấy rất thích thú khi mọi thứ tại Hà Nội đều rất thân thiện. Hành trình trước đó tôi đã đi du lịch New Zealand và nghĩ lại thì tôi cũng muốn du lịch thêm một số nước ở Châu Á. Vậy là tôi đã tới Hà Nội trước tiên vì thuận đường bay đến Pháp. Quê nhà của tôi. Trong vòng một tuần qua khi đi du lịch tại đây, tôi không khỏi bất ngờ khi cảnh quan phố phường tại đây khá thú vị. Đặc biệt con người Việt Nam cực kỳ thân thiện với khách. Tôi có thể đi lang thang thoải mái kết giao với bất kỳ ai và điều đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ an toàn. Chúng tôi cực kỳ yêu Hà Nội mặc dù chúng tôi chưa từng đến đây và tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị tại đây. Mọi thứ trên thế giới đều có thể tìm thấy ở Hà Nội và chúng thật tuyệt vời tôi nghĩ chính phủ việt nam nên đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút khách quốc tế để họ có thể biết được thành phố này thú vị như thế nào chắc chắn thành phố này là nơi xứng đáng để du lịch con người hòa nhã hiếu khách chúng tôi cũng chưa gặp phải những trải nghiệm xấu hay gặp phải những người cố gắng lừa đảo chúng tôi cho nên dù đi du lịch một mình tại đây thì tôi vẫn cảm thấy vẫn rất yên tâm với việc hà nội được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn cho du khách khi đi một mình nhiều du khách cũng lên kế hoạch dự định sẽ quay trở lại thành phố để tiếp tục du lịch trải nghiệm thêm nhiều điều mới lạ tại việt nam tôi nghĩ chỉ cần hai tuần là cũng có thể đi được khá nhiều nơi tại việt nam với tôi hà nội còn rất nhiều thứ mà tôi muốn được biết và trước khi tôi có thể quay trở lại thì hà nội sẽ có thêm những điều mới thú vị mới tôi rất sẵn lòng có thể quay trở lại đây du lịch thêm lần nữa để tận mắt chứng kiến thêm những điều mới mẻ Trở lại đây du lịch sau này ư, ừ. tại sao không chứ? Mọi thứ ở đây từ đồ ăn cho đến con người đều tuyệt vời Tôi cực kỳ mong chờ việc sẽ khám phá nơi đây thêm nhiều lần nữa, đi du lịch mà chúng tôi có thể tận hưởng cuộc sống như ở nhà vậy Ngay cả visa chỉ cho khách quốc tế trong 30 ngày để nhập ngoại, tuy nhiên với tôi, như vậy cũng là quá đủ cho tôi để đi khám phá Công ty du lịch hàng đầu của Anh, Explore Mobile cũng đánh giá các thành phố như Hà Nội, Bangkok nổi lên như những điểm nóng cho những người thích phương lưu một mình xu hướng này minh chứng cho sức hấp dẫn về lịch sử văn hóa của các thành phố này cũng như trong sự thay đổi của du khách ngày nay với những người đang tìm kiếm sự độc đáo trong trải nghiệm du lịch